Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang dành sự quan tâm theo dõi cho chương trình Cải cách để nâng cao sự hài lòng của người dân. Chương trình do Sở Nội vụ, Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng phối hợp thực hiện. Thông qua số điện thoại đang hiển thị trên màn hình và fanpage Truyền hình Lâm Đồng, chúng tôi sẽ là cầu nối để tiếp nhận mọi ý kiến đóng góp của quý vị trên địa bàn 12 huyện thành phố để lãnh đạo các địa phương tham gia trong chương trình và giải đáp cho quý vị. Ngày hôm nay chúng tôi đã có mặt tại Ủy ban nhân dân huyện Đạo Oai để cùng với ông Nguyễn Linh Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giải đáp cho những kiến nghị và đóng góp của quý vị trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Lâm Đồng đang trong lộ trình cải cách hành chính và xem đây là một trong những giải pháp quan trọng để phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Và trên địa bàn 12 huyện thành phố thì các địa phương cũng đã tích cực triển khai các giải pháp để tăng cường công tác cải cách hành chính. Và sự hài lòng của người dân chính là thước đo cho kết quả của nhiệm vụ này. Thưa ông Nguyễn Linh Hoạt, trong 4 tháng đầu năm 2024 thì việc giải quyết các thủ tục hành chính của người dân trên địa bàn thuộc thẩm quyền của huyện như thế nào? Về việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân là một thước đo đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, là một nhiệm vụ luôn luôn được đặt ra, đặt lên hàng đầu đối với huyện Đạo Oai. Qua 4 tháng đầu năm thì chúng tôi đã triển khai thực hiện và đã được đạt một số kết quả, đó là cái việc đã công khai minh bạch tất cả các thủ tục hành chính, các quy trình hành chính để cho người dân biết và tiếp cận với các cái thủ tục này. Cái thứ hai, chúng tôi đã đưa tất cả các dịch vụ công hành chính lên cổng thông tin trực tuyến của quốc gia và của tỉnh để các thủ tục hành chính. Và cái thứ ba là duy trì cái hoạt động của bộ phận một cửa. Thì trong 4 tháng đầu năm thì cái thủ tục hành chính của huyện Đạo Oai thuộc trong các nhóm là các huyện khá, và cái việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của huyện Đạo Oai trong 4 tháng vừa qua thì đã đạt được trên 99% là hồ sơ giải quyết và trả cho hồ sơ cho người dân đúng hạn. Và chúng tôi tiếp tục chấn chỉnh cái công tác này, cái việc này với từng cán bộ công chức và sẽ đánh giá cán bộ công chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính. Và phải có một sự phối hợp giữa các cơ quan, các xã, thị trấn trong giải quyết hồ sơ lưu thông. Được biết là trong thời gian vừa qua thì huyện Đạo Oai cũng đã đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin để phục vụ cho quá trình chuyển đổi số. Thế thì việc đầu tư và hoàn thiện như thế này đã mang lại những điểm sáng nào trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện? Chúng ta đã biết chính quyền số là toàn bộ các hoạt động và vận hành an toàn trong môi trường số trên nền tảng của công nghệ thông tin, nhằm để làm sao giảm thiểu tối đa chi phí cho người dân, cho doanh nghiệp và tạo mọi điều kiện để cho người dân, doanh nghiệp tương tác trên môi trường trực tuyến. Đối với huyện Đạo Oai trong thời gian vừa qua cũng đã đầu tư các cơ sở vật chất và đã có những cái điểm sáng trong quá trình thực hiện, đó là tất cả các văn bản được vận hành trên hệ thống EGOV và các văn bản đi đến được xử lý trên hệ thống EGOV từ tỉnh, huyện, xã, và các cái thủ về các văn bản này đã được xử lý nhanh gọn, bớt được cái thời gian. Cái thứ hai nữa là huyện đã đầu tư là các trang thông tin điện tử của huyện và chính xã, thì tất cả các cái văn bản của huyện, của xã đều được đưa lên trang thông tin điện tử. Chúng tôi đã tổ chức những cái cuộc họp trực tuyến từ huyện xuống xã, và những cuộc họp trực tuyến này thì đã bớt được cái việc mà đi lại của công chức xã lên huyện và bớt được cái thời gian cũng như là bớt được cái công sức. Đó là cái vấn đề điểm sáng thứ ba. Cái điểm sáng thứ tư đặc biệt là nổi bật nhất là khi đầu tư cơ sở hạ tầng thì chúng ta đã thực hiện được, đáp ứng được cho cái việc mà thực hiện cái đề án 06. Và khi các cơ sở hạ tầng, điều kiện thiết yếu của chúng ta đảm bảo thì cái việc thực hiện cái đề án này nó thuận lợi. Chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số sẽ không còn là những khái niệm xa vời khi mà chính người dân sẽ là người thụ hưởng các cái tiện ích mang lại. Ngay sau đây chúng tôi muốn mời quý vị sẽ cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên thực hiện chương trình tại thị trấn Đạp Ri, huyện Đạo Oai. Kinh doanh nhà trọ, trước đây mỗi lần có khách trọ mới, chị Võ Thị Ngọc Thủy phải ra trụ sở công an xã để đăng ký tạm trú. Nhưng từ 2 năm trở lại đây, việc thực hiện thủ tục hành chính này đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Dù ở nhà hay bất kỳ đâu, dù ban ngày hay ban đêm, chị đều có thể đăng ký tạm trú ngay trên điện thoại của mình. Trước đây thì em không có biết. Trước đây là em vẫn làm cái kiểu là phổ thông, là đăng ký bằng giấy xong cầm xuống thì công an sẽ duyệt, rồi bắt đầu mình ngồi đợi kết quả. Nhưng mà khi lúc mà cầm xuống tay thì các đồng chí mới nói với mình là đã đổi thủ tục rồi, thủ tục đã cải tiến rồi. Ở nhà mà có điện thoại hoặc là máy tính hoặc là bất cứ một cái thiết bị nào mà mình kết nối được mạng, rồi có mạng nữa là 24/7, nửa đêm làm cũng được.
Hầu như tất cả người dân đến khám bệnh đều đã quen với sự thay đổi trong quy trình đến đăng ký, lấy số, khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế tại trung tâm y tế huyện Đạ Oai. Không còn cảnh người dân cầm nhiều loại giấy tờ như chứng minh nhân dân, thẻ bảo hiểm y tế đến nộp hồ sơ rồi phải đợi các y bác sĩ ghi thông tin vào sổ, nhập liệu vào máy tính. Giờ đây mỗi người chỉ cần mang theo một loại giấy tờ duy nhất là căn cước công dân. Những tiện ích này giúp cho nhiều người cao tuổi cũng không còn ngần ngại khi đến khám chữa bệnh. Hiện giờ nó rất có nhiều thuận lợi. Ví dụ như cái thẻ bảo hiểm bỏ quên ở nhà, là cái căn cước công dân là ở đây bộ phận y bác sĩ là xử lý cho bác khỏi chạy quanh gì. Đo đến máy cái gì rạc là xong việc. Trong 25 dịch vụ công thiết yếu thuộc đề án 06, hiện nay các đơn vị liên quan trên địa bàn huyện Đạ Oai đã thực hiện tiếp nhận và giải quyết các dịch vụ công thiết yếu thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện với tỷ lệ khá cao. Những tiện ích mà người dân thụ hưởng chính là thước đo thực tế nhất sau 2 năm triển khai thực hiện đề án 06 trên địa bàn huyện Đạ Oai. Đối với địa bàn huyện Đạ Oai thì cũng đã đạt được các cái thành tích và các cái kết quả nổi bật. Thì nổi bật là ba cái kết quả, đó là về cái phát triển về công dân điện tử. Cái thứ hai là về cái tích hợp cái bảo hiểm y tế vào thẻ căn cước công dân, và cái thứ ba là cái quan trọng nhất, đó là cái thực hiện cái thủ tục hành chính công cho bà con dân. Thì qua đánh giá qua 2 năm triển khai thì đối với cái việc cấp căn cước công dân và định danh điện tử cho nhân dân thì cũng đã đạt được các cái kết quả, và qua cái việc mà cấp các cái định danh điện tử này thì bà con nhân dân cũng sẽ tích hợp được các cái bảo hiểm y tế, đăng ký xe cũng như là các cái giấy tờ khác vào cái định danh điện tử này. Và cái việc mà thực hiện các thủ tục hành chính đối với bà con nhân dân thì qua cái thực hiện các nhóm nhiệm vụ của đề án 06 thì sẽ tiết kiệm được các cái thời gian cho bà con nhân dân đi giải quyết các cái thủ tục hành chính, cũng như là nâng cao cái trách nhiệm của cán bộ trong công tác giải quyết các thủ tục hành chính. Để mỗi người dân thay đổi được thói quen và sử dụng hiệu quả những tiện ích mà đề án 06 mang lại, mỗi cán bộ, công chức, viên chức cần phải hiểu rõ để sáng tạo hơn trong cách hướng dẫn, tuyên truyền, giúp người dân dễ hiểu, dễ làm, tạo thói quen của những công dân số trong tương lai. Vâng, chúng ta cũng có thể thấy là người dân trên địa bàn huyện Đạ Oai đã bước đầu thụ hưởng được những tiện ích khi triển khai thực hiện đề án 06 trên địa bàn, nhất là trong việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Rõ ràng là khi mà chuyển đổi từ môi trường hành chính truyền thống sang môi trường số thì sẽ có những khó khăn. Thế thì trong thời gian tới, huyện Đạ Oai sẽ có những giải pháp nào để tăng tỷ lệ người dân có thể tiếp cận với việc thực hiện các cái dịch vụ công trực tuyến? Trước hết là huyện cũng phải xác định rằng chúng ta phải huy động cả hệ thống chính trị để tham gia và huy động các người dân và doanh nghiệp tham gia, vì người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là người được thụ hưởng cái dịch vụ của cái dịch vụ công trực tuyến này. Vì nếu thực hiện các dịch vụ công trực tuyến thì sẽ bớt được các cái chi phí, bớt được thời gian đi lại và tạo thuận lợi rất nhiều, tiết kiệm các chi phí xã hội. Phải nâng cao nhận thức cho cả cán bộ lãnh đạo công chức về cả người dân để biết được là cái việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến là một cái việc là một yêu cầu tất yếu. Tại vì có làm tốt cái này thì để cho người dân thấy được cái lợi ích của mình, và đồng thời cũng giảm được nhiều cái chi phí của công tác quản lý nhà nước. Cái thứ ba là phải có sự phối hợp đồng bộ của cả các cơ quan ban ngành, rồi của các cả hệ thống chính trị trong vấn đề thực hiện cái triển khai các dịch vụ công trực tuyến. Đặc biệt là trong thời gian vừa qua, chúng ta huyện Đạ Oai đã thành lập được là 954 tổ là công nghệ cộng đồng ở 54 thôn tổ dân phố, và với 526 người tham gia. Với cái lực lượng này đi xuống từng hộ dân để giúp cho người dân cài đặt là định danh điện tử và đăng ký cái tài khoản, kích hoạt tài khoản định danh điện tử để người dân có điều kiện là thực hiện dịch vụ công trực tuyến thuận lợi nhất. Vấn đề tiếp theo là chúng tôi là phải giao chỉ tiêu cho các đồng chí, giao cho là thủ trưởng các cơ quan, cho chủ tịch ban nhân các xã trong việc là đưa tất cả các cái thủ tục hành chính lên trên hệ thống, và đồng thời phải giải quyết tất cả thủ tục hồ sơ theo hình thức là trực tuyến, không thực giải quyết hồ sơ giấy. Và phải xác định rằng cái việc mà lãnh đạo phải đi đầu trong việc mà thực hiện các dịch vụ công trực tuyến là phải là người đi đầu. Tại vì lãnh đạo mà không là người đi đầu thì không giải quyết được vấn đề này. Do đó là phải giao nhiệm vụ và phải có đánh giá các quá trình triển khai thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện của các dịch vụ công trực tuyến.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông. Và liên tục chương trình trong một vì dân cải cách ngay sau đây, ông Nguyễn Linh Hoạt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đạo Oai sẽ lắng nghe và giải đáp cho những vấn đề đang được người dân trên địa bàn quan tâm. Dạ vâng, thưa ông, theo kế hoạch thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2023-2025, thì ba huyện Đạo Oai, Đà Tẻ và Cát Tiên sẽ sáp nhập toàn bộ diện tích và dân cư thành một huyện. Vậy thì tiến độ triển khai việc sáp nhập này tại huyện Đạo Oai đến thời điểm này là sao thưa? Hiện nay thì tất cả các công việc thì cái này thuộc là phân công giao cho Sở Nội vụ thực hiện cái đề án sáp nhập. Đối với huyện Đạo Oai thì đã cung cấp là các cái thông tin về công chức, viên chức cho Sở Nội vụ. Cái thứ hai thì rà soát lại tất cả các hồ sơ đất đai, trụ sở của các cơ quan nhà nước để cung cấp cho Sở Nội vụ để xây dựng đề án sáp nhập huyện. Riêng đối với đề án sáp nhập xã thì đến nay huyện Đạo Oai đã xây dựng 3 đề án sáp nhập xã, gồm đề án sáp nhập xã Đàm Loa và xã Đoàn Kết, đề án sáp nhập xã Hà Lâm và xã Phước Lộc, đề án sáp nhập xã Đà Tồn và xã Đạo Oai. Thì các bước thực hiện xây dựng đề án thì ngay từ ban đầu Ủy ban Nhân dân huyện chấp hành chỉ thị nghị quyết 26 của tỉnh ủy cũng như kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thì Ủy ban Nhân dân huyện đã thành lập ban chỉ đạo xây dựng quy chế, phân công nhiệm vụ của các thành viên và đã xây dựng cái phương án, sau đó được góp ý và đến nay thì Ủy ban huyện đã hoàn thành 3 đề án và đã gửi cho Sở Nội vụ thẩm định. Dạ vâng, như ông cũng vừa trao đổi thì trong giai đoạn từ năm 2023 tới 2025 thì huyện Đạo Oai sẽ sáp nhập 6 xã dù chưa thuộc diện phải sáp nhập. Thế thì việc sắp xếp lại cái đơn vị hành chính cấp xã này sẽ mang lại ý nghĩa như thế nào? Đối với huyện Đạo Oai thì các xã sáp nhập như chị nêu á thì là được sáp nhập trong năm 2023-2025. Mặc dù là sang giai đoạn 25-2030 mới sáp nhập, thì thực hiện là nghị quyết 26 của tỉnh ủy cũng như kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thì cái việc sáp nhập này của chúng ta trong giai đoạn 23-25 trước hết là nếu mà có qua giai đoạn 25-30 thì cái việc sáp nhập này cũng vẫn phải sáp nhập, vì đến giai đoạn 25-30 thì các xã này vẫn không đủ tiêu chí về dân số cũng như diện tích tự nhiên. Do việc sáp nhập trước, sáp nhập sớm hơn nhằm là để coi như là về cái xác định lại cái tư tưởng, để cho tư tưởng cán bộ công chức là không sức ỳ, nghĩ là trước sau cũng sáp nhập, dẫn đến sự trì trệ rồi sự kìm hãm và làm việc không trách nhiệm, dẫn đến nó kìm hãm quá trình phát triển. Cái việc mà sáp nhập mà muộn hơn, kéo dài thời gian hơn thì nó sẽ ảnh hưởng vào tư tưởng rất lớn, cán bộ công chức sẽ không yên tâm công tác, rồi cán bộ công chức sẽ không làm việc hết mình, thì như thế sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển cũng như phục vụ người dân. Cái thứ hai nữa, cái việc sáp nhập sớm hơn để chúng ta là điều chỉnh lại các cái quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới cũng như các quy hoạch về đất đai, để làm sao để chúng ta huy động được cái nguồn lực là tập trung để cho là cái việc phát triển của cái xã mới này nó sớm hơn, nó nhanh hơn để đạt được các cái mục tiêu để phục vụ cho người dân. Dạ vâng, cùng một lúc chúng ta sáp nhập 6 xã, vậy thì huyện đã có tính toán cụ thể ra sao cho phương án sáp nhập này? Đối với huyện Đạo Oai là thuộc huyện là sáp nhập xã nhiều nhất của tỉnh trong đợt này. Thì trong quá trình sáp nhập thì Ủy ban Nhân dân huyện đã đánh giá tất cả các mặt tích cực cũng như mặt không tích cực. Đó là đánh giá những tác động về hiệu quả quản lý nhà nước, tác động về kinh tế xã hội, tác động về an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội và những tác động liên quan thủ tục hành chính. Và những cái vấn đề tác động này là thấy rằng những mặt tác động này để rồi chúng ta xây dựng một cái đề án là sáp nhập xã là nó tốt nhất. Dạ vâng. Ngay sau đây xin mời ông Nguyễn Linh Hoàng và quý vị khán giả sẽ cùng lắng nghe hai ý kiến mà chúng tôi đã ghi nhận được của người dân ở xã Đoàn Kết, huyện Đạo Oai. Trước tiên thì bà con chúng tôi thì cũng đồng tình thôi chứ không có phản đối gì. Nhưng mà chúng tôi băn khoăn một điều, đó là chẳng hạn như mình thay đổi giấy tờ này kia thì cũng khó khăn cho bà con. Rồi thứ hai nữa là thí dụ như cơ sở hành chính mà từ đơn vị chỗ này tới chỗ khi người ta làm thì nó xa xôi, các cũng tội nghiệp bà con ở chỗ đó. Khi sáp nhập của xã thì thông tin của người dân thì sẽ thay đổi. Tuy nhiên bên cạnh đó thì người dân đồng bào dân tộc thiểu số thì cũng còn hạn chế về trình độ cũng như là cách sử dụng mạng. Thông tin thay đổi thì rất chi là gặp khó khăn. Qua đây thì
Sau khi sáp nhập xã thì cũng mong là chính quyền địa phương xem xét tạo điều kiện giúp đỡ cho người dân. Vâng, rõ ràng là người dân đã có sự đồng thuận trong việc sáp nhập xã. Tuy nhiên những tâm tư và lo lắng là không tránh khỏi. Thế thì sau khi nghe hai ý kiến vừa rồi thì ông có nhận định ra sao? Khi có một sự thay đổi thì người dân cũng có là tâm tư, cũng lo lắng, cũng băn khoăn. Khi sáp nhập xã mới thì dân số đông hơn, diện tích rộng hơn, thì cái việc mà quản lý, cái việc mà cụ thể của chính quan tâm cụ thể đến từng hộ dân, đến từng cơ sở thì nó sẽ có những cái lo lắng người dân không biết có thể quan tâm được như trước hay không. Cái thứ hai, các thủ tục hành chính giải quyết như thế nào, rồi các vấn đề về an ninh trật tự, phòng chống cháy rừng vân vân, thì những cái tâm lo của người dân thì người dân cũng lo, là cũng là băn khoăn, là cũng một điều dễ hiểu. Nhưng mà tôi thấy rằng là có một cái là thuận lợi, đó là việc sáp nhập của các xã này là nó xuất phát từ trước đây là nó cùng một xã. Ví dụ xã Đạm Loa và xã Đoàn Kết trước đây là một xã, sau này chúng ta mới tách ra thành hai xã, thì hai xã này là một của trước đây, nên đó về mặt địa lý, về mặt kinh tế, về mặt văn hóa, ở đây đồng bào dân tộc Cờ Ho và Châu Mạ thì có những nét nó tương đồng với nhau, nên do đó tôi nghĩ rằng cái việc mà sáp nhập ở đây thì nó cũng không có vấn đề gì khó khăn, tại vì nó cùng một xã trước đây, tương tự như xã Hà Lâm, xã Phước Lộc. Cái thứ hai là chúng ta tiến tới là các cái thủ tục hành chính của chúng ta sẽ tiến tới, sau này sẽ tiến tới là thực hiện là trực tuyến. Còn về giải quyết các cái thủ tục giấy tờ của người dân thì tất cả các thủ tục liên quan đến giấy tờ của người dân, như là về thay đổi là tên, rồi thay đổi về thôn, thì những cái vấn đề này thì nhà nước sẽ giải quyết hồ sơ cho người dân và không thu một khoản lệ phí nào, và tạo điều kiện tốt nhất cho người dân trong vấn đề chỉnh lý, điều chỉnh lại các giấy tờ có liên quan. Vâng, rõ ràng là khi mà sáp nhập các xã thì sẽ có số lượng công chức vô dư và tài sản công không sử dụng. Vậy thì lộ trình xử lý việc này ra sao? Trong vấn đề là sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã, đó là đội ngũ cán bộ công chức giải quyết như thế nào? Cái thứ hai là tài sản được xử lý ra sao? Riêng đối với đội ngũ cán bộ công chức thì sẽ là xác định phân loại ra những cán bộ công chức nào được nghỉ hưu theo chế độ, những cán bộ công chức nào được nghỉ hưu là trước độ tuổi, thì chúng ta thực hiện theo các quy định của chế độ, theo chế độ quy định, và những trường hợp nào là có tình nguyện nghỉ sớm, rồi những trường hợp nào không có tình nguyện nghỉ sớm thì chúng ta vẫn đảm bảo cho cán bộ công chức khi sáp nhập vào xã mới vẫn đảm bảo công việc cho cán bộ công chức khi về sáp nhập xã mới. Tuy nhiên cái việc này đến năm 2030 chúng ta phải sắp xếp ổn định trở lại theo đủ là định biên của một xã đối với cán bộ công chức này. Riêng đối với hiện nay vấn đề vướng nhất là đối với người không chuyên trách. Đối với người không chuyên trách thì khi nghỉ thì không có chế độ. Thì về vấn đề này thì Ủy ban nhân dân huyện cũng kiến nghị với tỉnh để trình Hội đồng tỉnh xem xét có chế độ là hỗ trợ cho những người không chuyên trách được nghỉ. Riêng đối với tài sản công thì hiện nay đối với cấp xã thì tài sản công không nhiều. Đối với các thiết chế văn hóa thì chúng ta vẫn giữ lại các thiết chế văn hóa cho các cộng đồng dân cư tại xã thụ hưởng. Ví dụ như sân vận động, nhà văn hóa, chúng ta chuyển từ xã trở thành nhà của là hội trường, là nhà văn hóa của thôn, rồi sân vận động của thôn, thì như các thiết chế văn hóa chúng ta vẫn đảm bảo. Đối với các trụ sở thì hiện nay các xã chỉ có một trụ sở chung, làm việc chung. Thì ví dụ như trụ sở của Đạm Loa và Đoàn Kết thì chúng ta dành một trụ sở để cho đảng ủy xã làm việc, một trụ sở cho là ủy ban nhân dân làm việc. Thì như vậy đảng ủy xã và các tổ chức đoàn thể sẽ có một dùng một trụ sở để làm việc. Cái cự ly giữa hai xã này cách nhau hơn 2 cây số. Thì như vậy là tại vì trong điều kiện này, trụ sở hiện tại thì cũng không thể đáp ứng được cho khi một xã mới, do chúng ta bố trí thành vẫn sử dụng được. Và sau này thì khi có điều kiện để chúng ta tính toán lại thì sẽ là có một phương án khác để tập trung lại để cho công tác quản lý điều hành tốt hơn. Tương tự đối với các xã khác thì nó chỉ dư một trụ sở, thì những trụ sở đó thì chúng tôi cũng đã có phương án. Một, ví dụ như trụ sở của xã Hà Tồn thì chúng tôi nó liên kết với sân vận động, thì chúng tôi sẽ hình thành đó thành một cái nhà văn hóa cho là cái cụm dân cư của xã Tồn. Còn những cái thiết chế văn hóa khác thì có thể giao lại cho là các trường học. Như vậy chúng ta sẽ mở rộng được trường học, chúng ta đáp ứng được cho trường học. Thì như vậy đối với các cái tài sản trụ sở của các xã thì không có vấn đề gì lớn. Dạ vâng. Một vấn đề khác cũng được người dân ở hầu khắp các địa phương quan tâm trong vài tháng gần đây chính là nắng hạn, thiếu nước tưới cho sản xuất. Thế thì trên địa bàn huyện Đạo Ai thì sao? Thì tình hình thời tiết này thì của cả nước nói chung và tỉnh Lâm Đồng và riêng huyện Đạo Ai chưa có một năm nào mà nắng nóng đỉnh điểm kéo dài không mưa.
Đến vừa qua thì có một vài cơn mưa, nhưng mà thực tế xong suốt một thời gian gần 4 tháng trời thì cái việc mà nắng hạn kéo dài cũng ảnh hưởng rất lớn đến nguồn nước, các sông suối đều khô cạn như chị nói. Thì đây là một vấn đề đặt ra cho huyện cũng như cho người dân trong vấn đề phải tính toán lại, trong vấn đề sản xuất cũng như trong vấn đề giải quyết các cái cơ sở hạ tầng cho sản xuất nông nghiệp cũng như đời sống của người dân. Tình trạng này mỗi năm đều lặp đi lặp lại và như năm nay thì là cao điểm. Vậy thì có phải là do huyện Đạo Ai của chúng ta thiếu các công trình thủy lợi phục vụ cho nước sản xuất hay không? Thưa chị, thì vấn đề gì đặt ra thì nó đúng đấy. Tại huyện Đạo Ai, hiện tại huyện Đạo Ai, trên địa bàn huyện Đạo Ai chỉ có 5 hồ là chứa nước. Và cái thứ hai nữa, nó xuất phát từ đặc điểm là trước huyện Đạo Ai thì có rất là sông và các suối nhỏ. Và địa hình thì nó dốc, nên các khu vực như xã Đạm Loa, xã Đoàn Kết, xã Hà Lâm thì hầu như không có công trình thủy lợi. Do đó đây là do yếu tố địa hình nó tạo ra, là do việc xây dựng các công trình thủy lợi này rất khó. Cái thứ hai, có những công trình thì cái việc cái nguồn sinh thủy vào mùa nắng hầu như không có. Nếu chúng ta làm công trình thủy lợi mà không có nguồn nước sinh thủy tạo ra thì sẽ lãng phí. Do đó là cái việc đầu các cái công trình thủy lợi của huyện Đạo Ai là nó khó, nó không đầy đủ, nó không dàn trải hết, thì nó xuất phát về yếu tố địa hình, và yếu tố địa lý nó dẫn đến cái vấn đề này. Và trong quá trình mà sử dụng các cái công trình thủy lợi của chúng ta thì huyện đã khai thác tốt các cái công trình thủy lợi. Riêng cái nhánh ở phía giáp hướng tiếp giáp với Bình Thuận thì nguồn nước bị hạn chế. Dạ vâng, sầu riêng là cây trồng chủ lực của huyện Đạo Ai và là cây trồng mang lại thu nhập rất cao cho người nông dân. Thiếu nước tưới sẽ ảnh hưởng tới chất lượng sầu riêng cũng như là kết quả của mùa vụ. Mời ông Nguyễn Linh Hoạt và quý vị khán giả cùng lắng nghe ý kiến của ông Nguyễn Thanh Nghị ở thôn 1 xã Hà Lâm ngay sau đây. Cả xã chúng tôi này không có một cái hồ đập nào, thủy lợi nào để mà gọi là lấy nước để tưới cho cây sầu riêng cả. Mà cây sầu riêng ấy, cái thời gian mà nuôi trái đến khi mà thu hoạch, cái lượng nước nó cần rất là nhiều, mang nước từ cái sông Đạm Di bên kia cả về để tưới. Nhưng mà cái sông Đạm Di nó chỉ được phục vụ cho được khoảng 1/3 cái xã chúng tôi thôi. Còn 2/3 bên phía bên sông Đại Quay này lại không lấy về được. Nếu mà lấy về được thì nó khoảng 6 cây số. Phải khảo sát, phải làm như thế nào ở đầu nguồn suối Đại Quay này để có một cái hệ thống thủy lợi. Dạ vâng ạ, ông Phó Chủ tịch huyện có giải đáp ra sao với kiến nghị vừa rồi? Kiến nghị của người dân về đầu tư các công trình thủy lợi là chính đáng. Tại vì huyện Đạo Ai có là trên 6.000 hectare là trồng cây sầu riêng. Mà cây sầu riêng là một cây rất cần nước. Nếu không có nước tưới thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến là sinh trưởng cũng như cho kết quả ra trái của cây sầu riêng. Về vấn đề này thì Ủy ban nhân dân huyện thứ nhất là sẽ và đã đề nghị với tỉnh, đã đưa vào chủ trương đầu tư về hồ chứa nước Đạ Tràng tại xã Đạo Tồn. Và nếu công trình này được triển khai thì chúng ta sẽ giải quyết được cái nguồn nước cho là dân của xã Ma Đa Gui, một phần dân xã Ma Đa Gui, một phần dân của xã Đạo Ai. Và Ủy ban nhân dân huyện cũng đề nghị là với tỉnh để là đôn đốc cái nhà đầu tư sớm triển khai thủy điện Đạo Ai 2. Vì khi triển khai thì nhà máy thủy điện thì sẽ cái việc tích nước nó sẽ là nhiều và người dân có thể khai thác nước từ cái nguồn tích nước của thủy điện và điều tiết nước của thủy điện để phục vụ cho tưới tiêu. Tại vì hiện nay trên cái sông Đạ Quay này thì không có một công trình thủy lợi nào và do cái việc tích nước là hầu như không có. Nước đến mùa mưa thì chảy trôi hết, đến mùa nắng thì cạn kiệt. Do đó yêu cầu tích nước là một vấn đề quan trọng. Do đó đề nghị là sớm triển khai này. Và đối với Ủy ban nhân dân huyện cũng có một vấn đề, tại vì về địa hình dốc, địa hình đồi núi dốc, sông suối thì chảy xiết, nước nhiều vào mùa mưa và hạn vào mùa nắng. Do đó cái việc mà để bao quát toàn bộ nguồn nước để cho người dân phục vụ tưới tiêu là không thể đáp ứng được. Người dân cần phải có đầu tư, tại vì toàn bộ người dân chúng ta chủ yếu là khai thác nước từ sông suối. Mà muốn khai thác từ sông suối thì các hộ dân phải có sự đầu tư, phải đào các cái ao hồ nhỏ để tích nước, chứa nước để vào mùa nắng chúng ta chống hạn. Cái thứ hai, các hộ phải liên kết với nhau, có sự hợp tác với nhau trong việc kéo bơm. Tại vì có những cái chúng ta phải lấy nước từ suối Đạm Rê về, hoặc ta sẽ sau này chúng ta sẽ lấy nước của suối Đạ Quay về, thì phải có các hộ liên kết với nhau bơm thành nhiều trạm
và các hộ phải chia sẻ với nhau trong vấn đề là tưới lên phiên, chia sẻ nguồn nước. Thì như thế là chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề là cái nguồn tưới. Cái thứ hai nữa là các hộ phải đào các ao hồ nhỏ theo một chuỗi liên hoàn, có sự kết nối giữa các hộ với nhau. Hiện nay vẫn còn cái tình trạng là mạnh nhà nào nhớ làm, cái tính liên kết chúng ta chưa có. Nếu là trong phòng chống hạn, nếu không có tính liên kết giữa các hộ thì rất là khó khăn. Cái vấn đề nữa là giữa các hộ ở đây chúng tôi thấy rằng là phải đào những cái hố thu nước. Hiện nay ở các khu vực của chúng ta thì chưa có cái hố thu nước. Chúng ta phải có những cái hố thu nước để nước gom lại tập trung đó. Rồi khi nắng hạn thì chúng ta có những cái hố tích nước ở các khe suối của những cái khe tụ thủy. Có những cái hố chúng ta thu nước bằng chất giải quyết ở cái quy mô nhỏ, nhưng cũng ở với diện tích nhỏ, nhưng mà nó cũng một cái giải pháp để là cung cấp nguồn nước. Đối với công trình thủy lợi hiện trạng thì Ủy ban nhân dân cũng sẽ kiến nghị với là chi cục thủy lợi tỉnh cũng nạo vét các công trình thủy lợi mà do tỉnh quản lý. Đối với những cái công trình thủy lợi của huyện, vì có hai công trình thủy lợi thì huyện sẽ đầu tư vốn để nạo vét các công trình thủy lợi này, với mục đích là khi nạo vét chúng ta sẽ tăng được cái trữ lượng tích nước, mà cái trữ lượng tích nước tăng lên thì nó sẽ giảm cái áp lực về là cái nguồn nước vào mùa nắng hạn. Xin cảm ơn ông Nguyễn Linh Hòa đã dành thời gian tham gia chương trình và giải đáp cho các vấn đề mà người dân trên địa bàn huyện Đạo Oai đang quan tâm. Một lần nữa chúng tôi cũng xin được cảm ơn quý vị khán giả đã dành sự quan tâm theo dõi cho chương trình. Thông qua số điện thoại đang hiển thị trên màn hình và fanpage truyền hình Lâm Đồng, chúng tôi rất mong muốn được nhận được những đóng góp và kiến nghị cũng như câu hỏi của quý vị gửi về. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.